Hello chào các bạn, TV hiện nay thì nó rất là đa dạng về kích cỡ, từ 32, 43 nè, 55, 65, 75, 85 và thậm chí là 100 inch luôn. Nhưng mà theo quan điểm của Hưng thì 55 inch là phổ biến nhất hiện nay. Tại vì nó sẽ phù hợp với những căn phòng nhỏ và vừa như là phòng khách nè. Và hơn nữa là khoảng cách ngồi của chúng ta đến vị trí đặt TV tầm đó 3-4 mét á, thì 55 inch là phù hợp nhất. Vậy thì trong video ngày hôm nay hãy cùng Hưng tìm hiểu top 5 chiếc TV đang bán chạy nhất tại Điện Máy Xanh trong năm 2021. Và hãy xem đó là những chiếc TV nào nhé. Xếp thứ 5 là Smart TV NanoCell LG 4K 55 inch, mà sản phẩm là 55 Nano 79 TND, có giá là 23.900.000 đồng. TV có thiết kế đơn giản, tinh tế, sang trọng với viền màn hình mỏng 0.5cm, tựa như là không viền, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian trưng bày của chiếc TV. Công nghệ màn hình chấm lượng tử NanoCell nâng cao độ tinh khiết của màn hình TV, từ đó đem đến những hình ảnh với màu sắc trong trẻo, cuốn hút. TV có độ phân giải Ultra HD 4K, kết hợp cùng chip xử lý quad-core 4K và các công nghệ như 4K Upscaler và Image Enhancing, làm tăng độ sắc nét, giảm nhiễu, tối ưu hóa màu sắc hiển thị và đồng thời nâng cấp hình ảnh đầu vào từ chất lượng thấp lên gần chuẩn 4K. Công nghệ True Color Accuracy và Advanced Color Enhancer sẽ tự động điều chỉnh màu sắc và độ tương phản để hình ảnh sống động hơn. TV được trang bị công nghệ HDR, hỗ trợ HDR10 Pro và HLG cho hình ảnh có chiều sâu và độ chân thật cao hơn. Tấm nền IPS kết hợp với Wide Viewing Angle tạo góc nhìn rộng, không bị biến đổi màu sắc ở nhiều góc độ khác nhau. Về phần âm thanh, TV có tổng công suất loa là 20W cùng công nghệ DTX, Virtual X và Ultra Surround, tạo hiệu ứng âm thanh vòm, lan tỏa mạnh mẽ, sống động đầy lôi cuốn. Và bên cạnh đó, TV sử dụng hệ điều hành WebOS 5.0, đơn giản, dễ dùng cùng khó ứng dụng đa dạng. Một số tiện ích và tính năng khác của TV là điều khiển TV dễ dàng bằng giọng nói với Magic Remote và TV cũng được trang bị Google Assistant. Mình cũng có thể chiếu màn hình qua Screen Mirroring và AirPlay 2. Ngoài ra thì có thể biến điện thoại thành Remote TV thông qua ứng dụng LG TV Plus hoặc LG ThinQ. Đứng ở top 4 là chiếc Android TV Sony 4K 55 inch, mà sản phẩm là KD55X8000H, có giá là 19.900.000 đồng. Và đây cũng là dòng sản phẩm độc quyền của Điện Máy Xanh. TV sở hữu chân đế chữ V úp ngược bằng kim loại cùng tông màu bạc, mang đến sự hài hòa, sang trọng cho không gian nhà bạn. TV có độ phân giải là Ultra HD 4K cho hình ảnh sắc nét, chân thực, và đồng thời công nghệ 4K X-Reality Pro kết hợp cùng con chip X1 4K HDR Processor không chỉ giúp tăng cường độ chi tiết và giảm nhiễu trên hình ảnh, mà còn nâng cấp các video có chất lượng hình ảnh thấp lên gần chuẩn 4K. Công nghệ Triluminous Display độc quyền của Sony sẽ phân tích và xử lý dữ liệu mỗi hình ảnh cho màu sắc hiển thị chính xác và tự nhiên. Công nghệ Motion Flow XR200Hz sẽ làm cho hình ảnh chuyển động mượt mà và rõ nét hơn, không bị mờ nhòe. Công nghệ Dolby Vision mang đến từng khung ảnh sống động với những vùng sáng tối nổi bật và vùng tối được sâu hơn. Về phần âm thanh, TV được trang bị hệ thống loa đến 20W kết hợp cùng công nghệ Dolby Atmos. Công nghệ này sẽ làm rõ âm thanh của từng vật thể trong cùng một khung ảnh. Ngoài ra, X-Balance cho ra âm thanh rõ nét, âm trầm sâu hơn, giúp bạn nghe nhạc hay là xem những cảnh phim chân thực và nhiều cảm xúc hơn. TV sở hữu hệ điều hành Android 9.0 cùng với các tính năng như tìm kiếm và điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt nhờ Google Assistant. Điều khiển TV bằng điện thoại thông qua ứng dụng Android TV Remote Control, chia sẻ màn hình thông qua ứng dụng AirPlay và Chromecast. Và top 3 lại là một chiếc TV đến từ Sony, Android TV Sony 4K 55 inch KD55X7500H, có giá bán là 17.400.000 đồng. Chiếc Android TV này có những đặc điểm tương tự với mẫu ở top 4 như độ phân giải Ultra HD 4K, công nghệ 4K X-Reality Pro, công nghệ Triluminous Display, công nghệ HDR10 và công nghệ Motion Flow XR200Hz, Google Assistant tiếng Việt và đều dùng hệ điều hành là Android 9.0. Điểm khác nhau là chiếc TV này được trang bị chip xử lý X1 4K Processor, tăng cường màu sắc, độ tương phản và độ chi tiết hình ảnh cho hình ảnh hiển thị sắc nét và chân thật hơn. TV có tổng công suất loa là 20W và điểm đặc biệt ở chiếc TV này là còn được trang bị thêm loa Space Reflex Speaker, giúp âm trầm lan tỏa và âm cao được trong trẻo hơn. Vị trí á quân trong danh sách là một thành viên đến từ nhà Samsung, có mức giá là 19.900.000 đồng. TV QLED Samsung QA55Q60T sở hữu thiết kế tựa như không viền ba cạnh, chỉ 0.5cm, cùng chân đế hình chữ V úp ngược vững vàng trên mọi mặt phẳng, phù hợp mọi không gian. Độ phân giải 4K Ultra HD cùng với bộ xử lý Quantum 4K Lite nâng cấp chất lượng hình ảnh gần chuẩn 4K cho hình ảnh sắc nét, chân thực và đẹp mắt. Công nghệ Quantum HDR giúp chất lượng màu sắc được hiển thị rõ ràng
và trung thực trong mọi điều kiện sáng. Công nghệ Supreme UHD Dimming tối ưu tương phản và chi tiết trong mọi điều kiện sáng kết hợp với công nghệ tương phản Contrast Enhancer sẽ tăng cường độ tương phản tối đa, phủ nhiều lớp sáng tối lên toàn bộ màn hình, giúp từng khu vực, vật thể trong khung ảnh trở nên sống động y như thật. Ngoài ra, công nghệ Real Game Enhancer có thể giúp bạn chơi game trên màn hình TV rõ hơn, hình ảnh đẹp hơn. Game chạy mượt cùng với các phân cảnh chuyển động chậm cũng trở nên mượt mà nhờ công nghệ Auto Motion Plus. Hệ điều hành Tizen OS của TV có kho ứng dụng giải trí đa dạng, phong phú và dễ dàng sử dụng, không cần nhiều thao tác. Một số tính năng nổi bật khác là Ambient Mode biến TV thành một bức tranh sống động, tính năng Multiview cho phép người dùng xem hai màn hình cùng một lúc. Ngoài hệ thống âm thanh vòm Dolby Digital Plus, TV còn có công nghệ Adaptive Sound có khả năng tối ưu hóa âm thanh dựa trên môi trường bạn đang xem và thành phần âm thanh mà TV đang phát, mang lại cho bạn trải nghiệm âm thanh chất lượng cao dù đang xem TV trong bất kỳ môi trường nào. Về nhất trong danh sách này là một chiếc TV Hân đã từng review rồi và lại là một sản phẩm đến từ Samsung. Smart TV Samsung 4K Crystal UHD 55 inch UA55TU8100 có giá bán là 18.900.000 đồng. Viền mỏng 0.3cm tựa như không viền ba cạnh, cùng chân đế chữ V úp ngược, dễ dàng tháo lắp nhưng chắc chắn. Sản phẩm này được lựa chọn cho mọi không gian trong gia đình bạn. Công nghệ Dynamic Crystal Display giúp bạn đắm chìm trong từng khung ảnh rực rỡ với dải màu sắc rộng lớn. Công nghệ HDR10 cộng kết hợp với công nghệ UHD Dimming mang đến màu sắc chính xác, độ tương phản ấn tượng và sắc nét đến từng chi tiết trong từng khung hình. Hình ảnh được tăng cường độ tương phản tối đa và sắc nét đến từng chi tiết trong khu vực nhờ vào công nghệ Mega Contrast và Contrast Enhancer. Đương nhiên, cũng không quên hệ thống âm thanh vòm Dolby Digital Plus kết hợp với hai loa có tổng công suất là 20W được trang bị trên TV, giúp bạn trải nghiệm chất lượng âm thanh bao phủ không gian. Tính năng Ambient Mode sẽ biến TV thành một bức tranh sống động trong không gian nhà bạn. Và thêm một số tính năng khác của TV như là có Google Assistant, Screen Mirroring, AirPlay 2 và ứng dụng SmartThings. Vừa rồi là top 5 chiếc TV bán chạy nhất tại điện máy xanh có kích thước là 55 inch trong năm 2021. Và bạn đã ưng chiếc TV nào rồi thì cứ gọi ngay đến tổng đài 1800 1061 hoặc là truy cập vào website điệnmayxanh.com để đặt hàng và ring em nó về ngay nha. Và danh sách 5 chiếc TV này Hưng sẽ cập nhật ở phần mô tả, bạn cứ vào xem lại nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.